Ô, xin chào anh em, quý khách hàng của bạn tiếp tục trở lại với kênh mua bán xe tay cũ của bên mình. Ngày mới kính chúc anh em, quý khách hàng của các bạn nhiều sức khỏe và luôn thành công trong việc cuộc sống. Một ngày tràn năng lượng và tràn ngập tiếng cười, lại tiếp tục lên sóng cho anh em một mẫu xe với thương hiệu là Kia K200. Đây là phiên bản đợt cao, bán thùng kính, bán hàng lưu động khá là xịn. Đời 2021, thùng dài 3m2, chiều ngang là 1m670. Và chiều cao của thùng là 1m770, phiên bản mở bửng bán hàng lưu động, phiên bản thùng kính nhưng mà kiểu mở bửng bán hàng lưu động khá là xịn, 1 tấn 4 90, chiều ngang của thùng là 1m670 và chiều cao là 1m770 nha anh em. Nước sơn màu cam Kia K200 khá là xịn, sòn như này, là 2021 siêu lướt, xe rất là mới luôn, nhưng hiện dùng đến 2046, mở tất cả các bửng luôn, bán hàng lưu động khá là tuyệt vời. Đó, thùng này mắc hơn thùng thường vài chục triệu á anh em, kiểu mà thùng mổ cánh dơ bán hàng lưu động mà mổ hai bên luôn đó, bửng và những cái tay khóa cửa là sử dụng T-Bend bật lên, là nó tự bật lên nha, và hạ xuống bằng dây xích. Còn cái bửng mở lên là sử dụng T-Bend nha đó, thùng rất là chất lượng và rất là cứng cáp. Thùng này bán hàng lưu động khá là tuyệt vời, trà sữa trái cây rất là ok luôn, xe siêu lướt gần như mới luôn anh em. Anh em thấy vỏ lớp còn rất là cao, đường kính mâm là 12 inch vỏ, đường kính mâm bánh phía sau là 12 inch, bánh phía trước là 15 inch, bánh trước bánh sau thì bánh sau nó nhỏ hơn, bánh sau là bánh đôi. Dòng này chạy như một xe du lịch, phía trước thì dùng giò gà thôi, dùng phuộc thôi, không có dùng nhíp, chạy mà chạy rất là êm, rất là sướng. Đó, thùng T-Bend, hệ thống T-Bend của nó anh em thấy không? Thùng này đóng mắc hơn thùng thường cỡ gần 50 triệu anh em. Thùng mẫu cánh dơ bán hàng lưu động, thùng kính nhưng mà mẫu cánh dơ như bán hàng lưu động khá là tuyệt vời. Nước sơn màu cam rất là bắt mắt luôn đó, nhìn xe rất là chất lượng luôn, xe rất là mới nha anh em, đi rất ít. Nếu anh em thấy cái mẫu xe này cứ liên hệ trực tiếp mình hoặc đi xem xe trải nghiệm lái thử, nếu cảm thấy phù hợp thì cứ đi nó về phục vụ đến nhanh và đảm bằng chuyên hóa của anh em nha các bạn. Dòng máy điện ra điện tiêu chuẩn hệ Euro 4, ghế bọc nỉ 3 chỗ ngồi rất là sang trọng, vô lăng có trợ lực rất là nhẹ nha. Kia K200 ở đời 2021, xe siêu lướt, đi rất ít, máy lạnh rất là mát rượi luôn đó, 6 số tiến 1 số lùi. Khi mà muốn đạp, muốn mở máy thì phải đạp chân côn mới mở máy được nha anh em. Xe đi được khoảng nói chung là xe rất là đẹp luôn đó, mọi thứ xe đều rất là ok, nội thất rất đẹp, kính dinh điện khóa cửa trung tâm rất là đầy đủ luôn nha anh em. Dòng mình chạy rất là sướng, rất là im như một xe du lịch đó, rất là tiết kiệm nhiên liệu luôn, phun dầu điện tử mà cực kỳ tiết kiệm nhiên liệu luôn nha anh em. Nếu anh em thấy cái mẫu xe này cứ liên hệ trực tiếp mình hoặc đến xem xe trải nghiệm và lái thử, nếu cảm thấy phù hợp thì thấy đi đem nó về phục vụ đến nhà mình tải bằng chuyên hóa của anh em với các bạn. Kia K200 phiên bản thùng kính bán hàng lưu động đời 2021 với mức giá mình đang dự kiến là 370 triệu, 370 triệu sở hữu ngay em Kia K200 xịn sò như thế này, rất là đẹp luôn anh em, là thùng rất là đẹp, xe rất cứng, rất là tuyệt vời. Xe thì được trang bị khói động cơ, động cơ của nó là D4, nói chung là sử dụng động cơ D4 CB, máy điện ra điện tiêu chuẩn hệ Euro 4, máy rất là khỏe, chạy rất là sướng, rất là bốc. Dùng chung khối động cơ với hàng Hyundai MH150, N250 và Solati đó, con này dùng chung khối động cơ, dung tích xy lanh là 2,4 lít, công suất đạt 96 kg/m³ trong 2008, sử dụng chung khối động cơ với K250 luôn nha nè. Nói chung là rất là tuyệt vời với cái mẫu xe này. Cảm ơn anh em, xin chào hẹn gặp lại anh em quý hàng của bạn trong những cái video báo giá cũng như cập nhật liên tục tình hình giá cả xe cũ chip rail của mình. Cái này nguyên tâm cái mẫu xe này thì cứ liên hệ trực tiếp mình và cái này xem xe trải nghiệm lái thử, động cơ chạy rất sướng, rất là đã luôn, rất là tiết kiệm nhiên liệu luôn đó nè. Nói chung là mọi thứ đều khá là tuyệt vời với khối động cơ này, chạy rất là khỏe, đề ba rất là mạnh luôn, chạy cộng tải rất là sướng, rất là nhẹ nhàng. Cảm ơn em, xin chào hẹn gặp lại anh em trong những cái video tiếp theo của mình.